Quay trở lại với channel của mình Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Tham gia một kèo iBroke đến từ CoinMarketCap Kèo này thì chúng ta sẽ nhận Đồng Chihuahua Token Một đồng token theo trào lưu Theo cái trend Mimi Một token thuộc uh, hệ động vật Và hiện tại giá trên CoinMarketCap Thì các bạn có thể thấy giá của nó uh, Khá là thấp Tuy nhiên thì với kèo iBroke này thì chúng ta sẽ nhận được 500 triệu cái đồng token này Thì nó tương đương với khoảng là 6 đô đó, và để tham gia kèo iDrop này thì chúng ta sẽ cần nhấn vào cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả video. Kèo này thì nó kéo dài trong vòng 5 ngày nữa tới ngày mùng 10 tháng 6 thì nó mới hết. Ok, và nếu bạn lần đầu làm những kèo trên CoinMarketCap thì chúng ta hãy đăng ký một tài khoản CoinMarketCap bằng email. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục làm các cái nhiệm vụ ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ kéo xuống cái phần nhiệm vụ ở đây là điều kiện để tham gia. Đầu tiên là các bạn sẽ add cái uh, Chihuahua token này vào cái danh sách yêu thích. Đó thì bạn sẽ nhấn vào cái dấu sao để nó hiện lên màu vàng. Rồi nhiệm vụ thứ hai đó chúng ta sẽ follow uh, Twitter và retweet lại bài viết của nó. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào follow sau đó ở phần retweet thì các bạn sẽ nhấn vào lại cái đường link này và nó sẽ ra cái bài mà chúng ta cần phải retweet, chia sẻ lại. Đó thì các bạn sẽ thả tim này. Sau đó chúng ta sẽ nhấn retweet. Ở cái kèo này thì nó không bắt chúng ta phải tác bạn bè nên là các bạn chỉ cần nhấn retweet là ok. Rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ join vào group Telegram. Thì bạn sẽ nhấn vào đường link thì nó sẽ tự động mở cho chúng ta sang Telegram. Đó thì ở chỗ này có phần join group thì các bạn nhấn vào. Ở đây thì mình đã vào rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục là join thêm một cái kênh Telegram của nó nữa để kênh channel các bạn nhấn vào join channel. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành các bạn quay lại. Và bước thứ tư đó chúng ta sẽ điền địa chỉ ví, điền form, điền cái địa chỉ ví BEP20 BSC. Và nó nói đây là phần thưởng 500 triệu đồng Shiba token sẽ được gửi vào ví BSC khi mà các bạn trúng thưởng trước ngày 16 tháng 6 năm 2021 đó thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào phần join this iProp để chúng ta điền cái thông tin rồi thì tất cả những những cái nhiệm vụ này thì lúc nãy chúng ta đã làm bên này rồi nhé rồi bây giờ các bạn chỉ cần điền đầu tiên dòng đầu tiên thì các bạn sẽ điền email của các bạn vào ở đây thì nó nói là email của cái chi platform tuy nhiên thì khi mà mình kích vào cái đường link này thì nó báo là hiện tại là chưa cần phải đăng ký tài khoản ở đây nó có báo là hiện tại chưa cần đăng ký khi nào các bạn chiến thắng thì có thể là nó sẽ gửi cho các bạn một cái um, form về email hoặc là một cái thông báo về email đó. Thì đó là trường hợp mà các bạn giành chiến thắng. Rồi thì các bạn cứ điền cái email thường xuyên sử dụng của chúng ta vào đây để có gì thì nếu bạn trúng giải thì nó sẽ báo về cái email của các bạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền địa chỉ ví Binance Smart Chain thì bạn có thể lấy địa chỉ ví của chúng ta trên Certi Wallet hoặc là ở trên ví MetaMask thì để lấy địa chỉ ví trên metamask thì các bạn sẽ lấy địa chỉ web 20. đó ở đây thì mình đã làm nhiều kèo nên nó đã lưu lại luôn tiếp theo chúng ta sẽ điền uh, tên id twitter của các bạn thì các bạn sẽ vào cái trang twitter và chúng ta sẽ copy cái uh, id của các bạn rồi đó thì các bạn sẽ copy cái phần này nhé đó sau đó chúng ta sẽ dán vào ở đây rồi tiếp theo là uh, handle telegram tức là cái id telegram của các bạn thì các bạn sẽ vào telegram các bạn vào dấu ba gạch ở phần góc trên sau đó chúng ta vào phần setting vào phần edit profile và chúng ta sao chép cái uh, username của các bạn vào sau đó các bạn sẽ dán nó vào đây và các bạn lưu ý là chúng ta thêm một chữ a còng ở phía trước nữa nhé rồi tiếp theo là các bạn sẽ tích vào hai cái ô phía dưới đó các bạn tích vào sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phần join idrop à, đây mình sẽ điền email vào rồi sau đó chúng ta nhấn vào join idrop Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn thành công cách để chúng ta tham gia và nhận uh, kèo random nhận 500 triệu đồng chi token tương đương với 6 đô. Rồi và khi mà có và tối nay thì mình sẽ ra một cái video để hướng dẫn cho các bạn cách để làm sao mà chúng ta uh, lấy được các cái kèo iRope Chúng ta nhận được các khi mà chúng ta nhận được các đồng coin thì làm sao để chúng ta có thể quy về USDT hoặc là quy sang tiền mặt? Đó thì trong video tối nay hẹn các bạn trong cái video tối nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đó và ví dụ như các bạn trong các kèo airdrop như thế này, ví dụ các bạn muốn ở trong cái ví MetaMask của chúng ta nó hiện lên cái đồng token Chihuahua token này thì các bạn sẽ thấy có cái phần contract ở cái phần đây thì các bạn sẽ nhấn vào add to MetaMask. Đó, sau đó bạn sẽ nhấn vào I understand này. Lúc này bạn sẽ vào lại phần Metamask. Hoặc không thì chúng ta sẽ, các bạn sẽ copy cái contract này cho mình nhé. Các bạn sẽ copy cái địa chỉ contract của cái đồng chi token này. Đa số tất cả những đồng coin trên CoinMarketCap nó sẽ đều có một cái contract riêng. Đó, vì vậy mà các bạn sẽ nhấn vào Metamask này. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào thêm Add Token ở đây các bạn chỉ cần dán cái địa chỉ contract mà chúng ta vừa điền vào thì nó sẽ hiện ra token symbol có nghĩa là tên cũng như là tất cả các thông số của con này. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào next. Đó, sau đó bạn sẽ nhấn vào add token. Đó, như vậy là cái đồng token Chihua nó sẽ uh, lên trên cái ví MetaMask của chúng ta và các bạn có thể thấy hiện tại nó sẽ hiện lên đây. Đó, và các bạn có thể làm theo cách này để các bạn biết là mình có trúng giải không. Khi mà nó gửi về ví MetaMask cho các bạn ấy, thì đây nó sẽ hiện lên luôn. Đó, còn không thì tối nay các bạn hãy đón xem video của mình để biết rõ thêm về cái cách để chúng ta biết được những đồng token nào nó sẽ gửi về ví cho chúng ta. Ok và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.